Nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2023, chiều 10 tháng 7, đoàn công tác Công an huyện Lang Chánh do Thượng tá Hà Thành Trung, Phó trưởng Công an huyện Lang Chánh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi động viên Thượng úy Hà Thanh Tuấn, cán bộ đội an ninh Công an huyện Lang Chánh do ốm đau kéo dài. Hoạt động thăm tặng quà được tổ chức nhằm thực hiện tốt chủ trương và chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc, chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau kéo dài. Trao các phần quà của lực lượng an ninh Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh và quà của lực lượng an ninh Công an huyện cho Thượng úy Hà Thanh Tuấn, Thượng tá Hà Thành Trung, Phó trưởng Công an huyện Lang Chánh mong rằng đồng chí Hà Thanh Tuấn sẽ luôn lạc quan, chiến thắng bệnh tật, vượt lên khắc phục khó khăn trong cuộc sống, yên tâm công tác và tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là hoạt động kịp thời của lực lượng an ninh Công an tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Công an huyện, thể hiện sự quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh yên tâm điều trị bệnh.